Tối ngày 26 tháng 3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã bắn 21 loạt súng thần công đặt tại khu vực kỳ đài trước Đại nội Huế. Đây là hoạt động kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế. Rất đông người dân và du khách tập trung trước khu vực kỳ đài để xem khai hỏa súng thần công. Đúng 21 giờ hôm qua, 4 khẩu thần công đồng loạt phục ra những tia lửa dài khoảng 10 mét. Đây là loại súng được điều khiển bằng điện, hoạt động theo cơ chế máy bơm dầu từ dưới lên và đốt cháy bằng mồi lửa đặt ở đầu nòng. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ngoài những ngày lễ lớn thì súng thần công còn được bắn đều đặn vào lúc 21 giờ tối thứ Tư và tối thứ Bảy hàng tuần để phục vụ du khách và người dân địa phương thưởng lãm.